Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 đã công bố một đoạn video về trận chiến dữ dội này hôm 22 tháng 6. Đoạn video ghi lại chi tiết công tác chiến của đơn vị trinh sát Lữ đoàn 36 trên hướng cốp Cơ quan báo chí của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 tuyên bố đây là sự thất bại của phân đội tấn công của quân Nga gần Vokchan, một đơn vị trinh sát của Thủy quân Lục chiến Ukraine đang tác chiến. Theo video được công bố, đơn vị trinh sát của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36 đã phát hiện được bước tiến của phân đội lính xung kích Nga vào ban đêm. Nhóm binh sĩ Nga này rõ ràng có nhiệm vụ chiếm giữ các vị trí của Ukraine. Từ video, có thể thấy thủy quân lục chiến Ukraine sử dụng hệ thống không người lái được trang bị camera chụp ảnh nhiệt để phát hiện binh sĩ Nga. Giao tranh diễn ra khi thủy quân lục chiến Ukraine quyết ngăn cản quân Nga hoàn thành nhiệm vụ của họ. Nhóm tấn công Nga sau đó bị tấn công bởi những loại đạn có sức nổ mạnh đưa các hệ thống máy bay không người lái của UAV thả xuống. Cùng với sự chiến đấu quyết liệt của thủy quân lục chiến Ukraine, sự hủy diệt cuối cùng đã đến với nhóm tấn công Nga, theo tuyên bố của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36. Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 được thành lập vào năm 2015 từ các đơn vị rút khỏi Crimea vốn đã bị Nga kiểm soát, tiểu đoàn Thủy quân lục chiến số 1 và 501. Trước đây là một phần của Lữ đoàn Phòng thủ ven biển số 36 của Ukraine, lữ đoàn tình nguyện này đã tham gia cuộc chiến ở Donbass kể từ khi mới hình thành. Tại ngôi làng nhỏ Lipsi, khuất sau chiến tuyến Kharkov, Ukraine, một tòa nhà cao tầng đứng lẻ loi ngay sát tuyến đường chính. Những ngôi nhà xung quanh đã bị san phẳng bởi những trận pháo kích liên hồi của quân đội Nga và con đường đất đầy rẫy những mảnh đạn. Tất cả những gì có thể nghe thấy là âm thanh của một quả bom được thả xuống. Vài giây sau đó, một vụ nổ lớn xảy ra. Quả bom lao xuống đất cách tòa nhà 10 mét, tạo ra một miệng hố khổng lồ trước khi khoản lực thổi bay 3 tầng cao nhất của tòa nhà. Khi khói tan dần, toàn bộ nửa trên của tòa nhà này đã bị xé toạc. Đoạn phim được đăng tải bởi một blogger quân sự Nga có tên là Finter Bomber cho thấy một phiên bản mới của bom lượn nặng hơn và có sức công phá gấp đôi phiên bản tiền nhiệm với phạm vi công phá rộng lớn. Các blogger quân sự Nga thông tin rằng đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với bom lượn nặng 3.000 kg, hay còn gọi là FAB-3000, một loại bom được cải tiến từ khai phiên bản FAB-500 và FAB-1500 từ thời Liên Xô, có thể chứa tới 1 tấn rưỡi thuốc nổ. Phiên bản bom lượn mới nhất FAB-3000 xuất hiện vào đầu năm này đã được trang bị thêm cánh cố định và hệ thống định vị GPS giúp mở rộng tầm bắn vượt ra khỏi tầm bắn của hệ thống phòng không Ukraine, giúp nhắm trúng mục tiêu từ khoảng cách xa hơn. Những quả bom loại này thường được phóng từ máy bay, chẳng hạn như máy bay ném bom Su-34 hoặc máy bay ném bom Tu-22M3, có thể mang lại tầm bắn lên tới 80 km. Ông Federico Borsari, chuyên gia quân sự thuộc Tổ chức Phòng thủ Xuyên Đại Tây Dương cho biết, các loại bom lượn này đã được sử dụng để tấn công các mục tiêu cố định như các tòa nhà, chưa kể gây ra sức công phá lớn đối với những khu vực xung quanh do những mảnh vỡ kim loại phát tán sau vụ nổ. Những quả bom lượn được cho là được sử dụng lần đầu tiên tại chiến dịch quân sự ở Bách Mút, sau đó là ở Abdiyka, Vokchan và thành phố Kharkov. Hiệu quả đáng kể của chúng khiến các nhà quân sự mệnh danh những quả bom này là vũ khí kỳ diệu nhờ nguồn cung dồi dào và có số lượng đáng kể trong kho dự trữ vũ khí từ thời Liên Xô. Bom lượn FAB của Nga có giá khá rẻ, mỗi quả chỉ vài chục nghìn đô la Mỹ, nhưng lại phát huy hiệu quả cao trên chiến trường. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK đánh giá, việc các lực lượng Nga đã tìm ra cách phóng FAB 3000 là một bước tiến lớn. Điều này sẽ làm tăng cường khả năng tấn công của Nga trên chiến trường và cho phép quân đội nước này tiết kiệm một lượng lớn các loại vũ khí khác. Kharkov là một trong những hướng tiến công trọng tâm trong chiến dịch quân sự mùa hè của lực lượng Nga. Ukraine hiện đang nỗ lực cản quân đội Moscow tại ngoại ô Lipsi, cách Kharkov khoảng 32 km. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sự xuất hiện của bom lượn trên chiến trường sẽ ngăn Ukraine đạt được mục đích bởi bom lượn nổi tiếng là khó bắn hạ, đặc biệt là phiên bản FAB-3000. Cách hiệu quả nhất để ngăn chặn bom lượn là tiêu diệt các máy bay chiến đấu có khả năng triển khai chúng trên chiến trường, bao gồm các máy bay xuất hiện tại không phận Nga hay các máy bay đóng quân tại căn cứ quân sự của Nga. Khả năng của Ukraine trong việc chống lại mối đe dọa từ bom lượn đã bị cản trở nghiêm trọng do thiếu máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa và chính sách hạn chế của phương Tây, ngăn cản lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, hôm 30 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược quy định này, mở rộng phạm vi tấn công của các cuộc tấn công vượt khỏi biên giới Ukraine nhằm mục đích phản công ở khu vực Kharkov. Đến hôm 21 tháng 6, Nhà Trắng lại tiếp tục đồng ý cho Ukraine được phép sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp nhằm tấn công các mục tiêu bên trong Nga, không chỉ giới hạn tại khu tiền tuyến gần Kharkov trong trường hợp Kiev hành động để tự vệ. Điều này đã mở ra một lối thoát cho Ukraine chống lại các đợt tấn công bằng bom lượn. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói, nếu Nga tấn công hoặc chuẩn bị tấn công Ukraine từ lãnh thổ của họ, cho phép Kiev tập kích nhằm vào lực lượng của Moscow ở bên kia biên giới là hợp lý. Ông thậm chí còn đề cập khả năng ép dùng hệ thống phòng không nhằm bắn phi cơ Nga nếu nó chuẩn bị khai hỏa sang Ukraine. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Ukraine và giới phân tích cũng cho rằng các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa từ bom lượn. Ông Mikhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng trước, Trước bom lượn, ngay cả hệ thống phòng không hiện tại cũng không hữu dụng. Chỉ có F-16 mới có thể ngăn chặn loại vũ khí này. Lô F-16 đầu tiên trong số khoảng 80 chiếc nằm trong gói viện trợ của một số nước châu Âu dự kiến sẽ đến Ukraine vào mùa hè này, cho phép Kiev đối đầu với các máy bay chiến đấu của Nga khi ở trên không. Washington cũng khẳng định chính quyền nước này đang gấp rút chuyển giao tên lửa đánh chặn phòng không cho Ukraine bằng cách tạm dừng giao hàng cho các quốc gia đồng minh. Dù không tiết lộ sẽ gửi bao nhiêu tên lửa đánh chặn, nhưng một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Ukraine sẽ được ưu tiên trong 16 tháng tới và tên lửa sẽ được chuyển đến Kiev khi ra khỏi dây chuyển lắp ráp. Ukraine sẽ nhận được các tên lửa đánh chặn cho cả tổ hợp phòng không Patriot và NASAM. Tuy nhiên, ông George Paros, trưởng nhóm nghiên cứu Nga thuộc nhóm tình báo không gian địa lý tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, chính sách trước đây của Mỹ tạo nên nhược điểm cho Ukraine nhờ việc vẽ đường cho Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng các loại vũ khí tầm xa khác mà không cần thiết lập cứ điểm ở Ukraine. Ông Paros nói, không có hệ thống phòng không nào có thể bảo vệ thành phố Kharkov khỏi mối đe dọa bom lượn từ Nga, chừng nào Moscow có thể tiếp tục sử dụng không phận Nga làm nơi trú ẩn và không gian an toàn ngày 20 tháng 6, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ bằng tên lửa Kinzhan nhằm vào hai kho chứa máy bay của Ukraine. Theo Overclocker.ru, những nhà chứa này đã được chuyển đổi để phóng vũ khí của phương Tây, bao gồm cả những vũ khí dùng để tấn công khu vực biên giới của Nga. Bất chấp lớp ngụy trang tinh vi và hầm trú ẩn bê tông kiên cố, tại sân bay quân sự Staro Konstantinov, những chiếc Su-24 của không quân Ukraine vẫn không thể thoát khỏi đòn tấn công phủ đầu của tên lửa siêu thanh Nga. Theo kênh Gripon TG của Nga, các nhà trường máy bay này đang bảo vệ một số máy bay Su-24MP được sửa đổi đặc biệt để triển khai tên lửa hành trình Storm Shadow tầm xa của Anh Pháp. Theo chuyên gia quân sự Yevgeny Damansev, những tiến bộ này chủ yếu do sự ra đời của thiết bị mới trên tàu vũ trụ Resup giúp tăng cường khả năng cảm nhận từ xa về bề mặt trái đất ở cả dải quang phổ truyền hình và hồng ngoại. Ông Damansev nhấn mạnh vai trò quan trọng của vệ tinh thứ tư thuộc dòng Resur với độ phân giải lên tới 0,7 mét trong việc nâng cao khả năng phát hiện này. Nhờ vậy, lực lượng Nga đã xác định được chính xác vị trí bí mật của các máy bay chiến đấu F-16AM của Mỹ dành cho lực lượng vũ trụ trang Ukraina Về mặt sức mạnh tấn công, Nga cũng ghi nhận thành công trong việc phá hủy và làm sập một phần các công trình bê tông cốt thép kiên cố. Vũ khí được sử dụng được cho là đầu đạn nổ nặng 500 kg, có khả năng xuyên thấu cao nhờ tốc độ siêu thành. Vệ tinh RISOPE thuộc chương trình quan sát trái đất do Roscosmos, cơ quan vũ trụ Nga phát triển, đóng vai trò như đôi mắt tinh vi dõi sát hành tinh. Ra mắt từ năm 2013 đến năm 2016, dòng vệ tinh này đánh dấu bước tiến vượt bậc về khả năng chụp ảnh và công nghệ tiên tiến so với thế hệ trước. Điểm nổi bật của RISOPE nằm ở chất lượng hình ảnh chụp vô cùng sắc nét. Nhờ được trang bị tải trọng quang điện tử hiện đại, vệ tinh có thể đạt độ phân giải mặt đất ấn tượng, 1m ở chế độ toàn sắc và 3-4m ở chế độ đa quang phổ nhờ vậy resoper mang đến hình ảnh chi tiết về bề mặt trái đất phục vụ cho nhiều mục đích đa dạng. Staro Konstantinov đóng vai trò là một trung tâm quân sự trọng yếu, liên tục trở thành mục tiêu tấn công chính xác của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Nơi đây sở khấu ít nhất 20 khẩm chứa máy bay kiên cố, hệ thống cung cấp nhiên liệu toàn diện, đường ống dẫn nhiên liệu và nhà máy điện mini, vốn là những yếu tố thiết yếu cho hoạt động của sân bay. Theo các nhà phân tích, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn duy trì khoảng 20 máy bay chiến đấu Su-24. Đây là lực lượng đáng kể, đặc biệt khi so sánh với những tổn thất mà họ đã phải hứng chịu. Phát ngôn viên của nhóm tác chiến chiến lược Kotesia cho biết trên truyền hình quốc gia Ukraine hôm 22 tháng 6 rằng lực lượng Nga đang rút một số đơn vị ở tỉnh Kharkov để bổ sung do mất năng lực chiến đấu. Điều này bao gồm các đơn vị gần Vokchan, Tike và Hlyboke. Ông Nazar Volosin cho biết, ông Volosin nói, Lực lượng vũ trang của chúng tôi, AFU, đã giữ vững phòng tuyến và gây ra tổn thất nặng nề cho quân địch. Ông Volosin cho biết, lực lượng Nga đã mất 60 binh sĩ, 2 xe tăng, 4 phương tiện, thiết bị chuyên dụng, 42 máy bay không người lái và 18 hầm trú ẩn cùng nhân sự trong 24 giờ qua. Ông nói, kẻ thù đã tạm dừng các hoạt động chiến đấu tích cực trong khu vực đó vì không có hành động nào đáng kể trong ngày hôm qua hoặc sáng nay. Nhằm giám sát, Deep State tuyên bố ngày 18 tháng 6 rằng người Nga đã tập trung tới 10.000 quân và 450 thiết bị quân sự giữa Raikorodka và Novovodian để lặp lại cuộc tấn công vào Borova. Lữ đoàn xung kích số 3 xác nhận các cuộc tấn công tăng cường của Nga ở tỉnh Kharkov. Họ lưu ý rằng quân đội Nga đang tiến công với các trung đoàn xe tăng, một số lượng lớn pháo binh, các đơn vị bổ sung của Wagner và lực lượng đặc biệt. Lữ đoàn 3 báo cáo vào ngày 19 tháng 6 rằng quân Nga đang đạt được những thành tựu chiến thuật nhỏ theo hướng Borova, làng có vị trí thuận lợi do có địa hình và kết nối hậu cần. Chính quyền tỉnh Kharkov được cho là đang chuẩn bị tiến hành sơ tán bắt buộc khỏi 5 khu định cư của khu đô thị Borova do việc phá pháo kích tăng cường và khả năng xảy ra một cuộc tấn công của Nga. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ hôm 19 tháng 6 báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở tỉnh Kharkov, giành lại quyền kiểm soát khu định cư Tikhe ngay phía đông Vokchan và tiến triển ở các khu vực chiến lược khác.